Cát Phượng phản ứng thế nào khi bị nói hết thời, công khai bạn trai Việt kiều để PR? Mới đây, Cát Phượng thừa nhận, tôi hết thời rồi, không ai mời làm gì cả. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng khẳng định không mượn chuyện tình cảm để PR. Thời gian gần đây, Cát Phượng thu hút sự quan tâm khi tiết lộ cô đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn trai Việt kiều sau chia tay Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên chia sẻ, bạn trai mới của cô đang sống ở nước ngoài. Cả hai hẹn hò được gần một năm, nửa kia không hoạt động nghệ thuật. Cát Phượng cho biết vì anh đang ở nước ngoài nên cả hai chưa gặp gỡ trực tiếp mà trò chuyện chủ yếu qua tin nhắn, gọi video. Hiện tại bạn trai tôi vẫn đang sống bên Mỹ. Về tuổi và công việc của anh thì tôi xin phép không tiết lộ. Anh ấy không dùng mạng xã hội nên chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại. Chúng tôi gọi điện qua video với nhau hàng ngày. Ngày nào anh ấy cũng hỏi tôi đi đâu, làm gì, mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên anh ấy nói không phải muốn kiểm soát mà chỉ hỏi để đỡ lo lắng, nữ diễn viên tiết lộ. Cát Phượng cho biết thêm, với tôi, yêu xa không phải thử thách mà đôi khi yêu gần mới có nhiều khó khăn hơn. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ nói chuyện với anh ấy như những người bạn thân thiết. Tuy nhiên khi ngỏ lời yêu, anh đã đưa ra nhiều thứ để làm tôi phải tin tưởng. Anh ấy cho tôi xem giấy đã ly hôn và hình ảnh hai người con của anh. Hiện hai con của anh đã trưởng thành và ra ở riêng. Chính những sự chân thật này khiến tôi an tâm hơn. Sau khi công khai bạn trai mới, mới đây, trên kênh YouTube của mình, Cát Phượng thừa nhận trong khoảng 5 năm trở lại đây, cô ít xuất hiện trước truyền thông và tham gia các dự án nghệ thuật. Nữ diễn viên kể lại, cô cũng nhận được thắc mắc từ không ít khán giả hỏi lý do vắng bóng và đều đáp lại rằng, tôi hết thời rồi, không ai mời làm gì cả. Tuy nhiên, cũng nhiều khán giả an ủi, không có ai hết thời, ví dụ lúc trẻ mình không đóng những vai trẻ hay gì đó thì về già mình làm. Và chính vì mong chờ của khán giả, nữ diễn viên trấn an người hâm mộ, khẳng định bản thân đang rất vui vẻ, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho nhiều dự án nghệ thuật, tiểu phẩm hài sắp tới. Nhưng, điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề kinh phí sản xuất. Chương trình lần này với quy mô chỉ 500 khán giả, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài thuộc hai thế hệ. Bên cạnh việc góp sức để tổ chức một chương trình hài kịch, vực dậy sân khấu hài thì tôi cũng muốn có một nơi để những gia đình, khán giả giải trí cuối tuần. Trước mắt sẽ là một tháng hai lần, còn tương lai nếu tốt thì tôi sẽ duy trì và có thêm suất diễn phục vụ khán giả, Cát Phượng bật mí. Bà mẹ một con cũng thừa nhận khi tổ chức sự kiện sẽ có sự hậu thuẫn từ bạn trai, tuy nhiên phần lớn đều là số tiền do cô tích góp. Nếu thiếu thì sẽ đi vay mượn thêm nhưng thế này thì chắc sẽ có vay mượn rồi đấy. Người ấy cứ bảo là cứ làm đi, có gì cứ nói, họ nói như thế thì chắc chắn sẽ có rồi, nữ diễn viên bộc bạch. Khi công khai bạn trai Việt kiều thời điểm này, nhiều ý kiến nói Cát Phượng chiêu trò, lấy chuyện tình cảm để PR cho dự án sắp tới. Nữ diễn viên bày tỏ, tôi khẳng định mình không bao giờ dùng chuyện tình cảm để PR sản phẩm. Nếu tôi muốn tạo sự chú ý thì sau khi thông báo chia tay Kiều Minh Tuấn từ năm ngoái, tôi đã làm một chương trình ngay lúc đó. Tuy nhiên đến năm nay tôi mới làm, nhiều người nói tôi thở ra cũng dính drama. Ai thương thì tôi biết ơn, còn ghét thì tôi cũng cảm ơn. Quan điểm sống của tôi ở tuổi này là không nên ghét ai cả. Tôi chỉ muốn làm một chương trình để gửi tặng khán giả. Hơn nữa Cát Phượng cũng đã ngủ đông quá lâu rồi. Mong khán giả đừng nghĩ tôi cố tình đưa chuyện tình cảm để PR cho dự án của mình. Cát Phượng sinh năm 1970 ở Bạc Liêu. Năm 1980, chị theo cha lên thành phố Hồ Chí Minh buôn bán, sau đó thi vào trường sân khấu và bén nghiệp với nghề diễn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thái Hòa, Cát Phượng bén duyên với diễn viên Kiều Minh Tuấn, kém gần 20 tuổi. Cả hai yêu nhau 12 năm, trước khi thông báo chia tay đúng ngày lễ tình nhân, ngày 14 tháng 2 năm 2021.